Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá anh em nhá. Và hôm nay đây, em lại rất là vui và thực sự là không biết nói gì nhỉ. Vui vì mình lại làm có một thời gian để làm một cái video cái đơn hàng máy nhỏ, đơn hàng đồ vặt. Đồ vặt thì cũng là cho một vị khách đặc biệt, đó là vị khách đó là anh Vàng à. Anh Vàng, anh ấy ở ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nhá. Anh ấy mua con máy Hilo F20C đời E của em. Thì những người bạn của anh ấy cũng chạy tàu thuyền đây, bị hỏng cái mặt quy lát của con F21C thì anh ấy nhờ em mua hộ. Thì đây, anh ấy nhờ em là anh ấy mua hộ bạn anh ấy. Thì cũng may là trong cơ sở em vừa về một lô mặt máy mặt quy lát của F21C, mặt máy bãi đẹp rực rỡ luôn. Và cũng rất là may nhá anh em nhá. Đây, và đây là cái mặt máy mà em đã chọn và vừa rửa ráy xong cho anh Vàng ở Kiên Giang nhá. Anh ấy mua con máy này của em và mua cái mặt máy F21C này nữa. Đây. Thì đây cái con cái mặt quy lát F21C mà cái đời F21C này thì nó đẹp ở đâu em, đây em sẽ quay qua một vòng cho anh em sẽ cùng xem và cùng biết nhá. Đây này. Mặt máy nghĩa địa này, ở trong này vẫn còn sáng quắc luôn này. Máy nó chạy ít này vì thế lò xo thứ vẫn còn mới tinh luôn nhá anh em nhá. Đây anh em xem này, đẹp rực rỡ luôn này. Tất cả trắng tinh sạch sẽ luôn luôn nhá. Mặt máy nghĩa địa vì thế mà cái giá trị sử dụng nó còn cao lắm anh em ạ. Đây trong này nó chưa bị, nếu mà máy những cái mặt ở dưới biển lên đấy, những con máy ở dưới biển ra thì nó sẽ bị hỏng hết rồi, nhưng cái này không bao giờ luôn anh em ạ. Đây đây, mặt quy lát này anh em xem này, mặt quy lát này đẹp rực rỡ, đẹp lắm. Nói chung là bảo hành nhá. Đây là cái mặt quy lát này là bán cho anh Vàng là bảo hành mặt đẹp luôn, bảo hành mặt đẹp luôn nhá anh em nhá. Đây bảo hành mặt đẹp luôn, bảo hành mặt đẹp rực rỡ luôn nhá anh em nhá. Đây đẹp rồi. Cái này là bán bảo hành mà anh em nào mà mua đồ của em ấy, anh em nào mà ở vùng sâu, ở vùng xa ấy mà không gần chỗ, không biết bán hàng, không biết chỗ bán hàng ấy, ấy về tính bỏ cái giấy bóng đen này đi, xong cho cái hóa đơn này vào này. Không biết cái chỗ mình mua đồ vật ấy thì anh em có thể chụp ảnh gửi qua Zalo cho em, chụp ảnh cái mặt hàng mình muốn mua ấy, đã mẫu gửi qua Zalo cho em, em đều có thể tư vấn và em sẽ lấy mẫu để mà tháo và bán cho mọi người. Vì thực sự là cái trong những ngày qua em đã bán được rất là nhiều đơn đồ vặt ở khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không nghĩ là cái nhu cầu, những cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em nó lại lớn như thế. Vì có những anh em người ta ở xa, người ta không biết chỗ bán hàng và không mua được. Và nói thật với anh em là có những cái chỗ hỏng hóc, có những con máy hỏng hóc dù là chỉ là một con ốc thôi mà không con ốc ấy thì xe không chạy được, hoặc là có những cái turbo hay gì em bán được rất là nhiều. Mà có những anh em bảo em bây giờ em tìm khắp nơi rồi, không ai có cả. Thì bây giờ nếu mà anh không bán, không ai không giúp em thì nói thật với anh là em không biết mua ở đâu, xe em không chạy được. Thực sự là nhiều cái mình phải tháo có những con máy cả trăm triệu ra để chỉ để bán những cái món đồ ấy. Và vì anh em người ta nhờ mình, bây giờ mình không giúp thì thực sự là cũng rất là ngại. Đấy là cái điều mà thực sự là không nghĩ là cái nhu cầu của mọi người lại lớn như thế. Thì như vậy là em đã vừa review xong cái con mặt máy cho anh Vàng ở xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nhá. Anh ấy mua cả con máy này, mua con máy F20C đời E của em và cái mặt quy lát này nhá. Chúc cho mặt quy lát F21C này, mặt quy lát F21C. Chúc anh ấy mua hộ một ông anh, chắc là người bạn cùng chạy tàu ở hàng xóm của anh ấy. Anh ấy bảo thế. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh nhá. Lấy giờ tính là tí là cuốn lấy đệm xong rồi cuốn con máy kia vào nữa nhá. Rồi. Chúc cho ông anh mua cái mặt máy của em về dùng bền, dùng tốt nhá. Và thật sự là gì thì gì cũng phải vẫn phải gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Vàng. Vì thực sự là anh ấy mua cái con máy của em đây gần 200 triệu mà anh ấy không ra. Em bảo là nếu mà anh có thời gian thì ra đây em đón, ra đây anh em mình gặp nhau xong rồi đi nhậu cho vui cho biết. Anh ấy không ra được, nhưng nói thật là anh ấy đặt hết niềm tin vào cơ sở của em. Em rất là trân trọng và thực sự là không biết nói gì hơn là ngoài hai từ chân thành cảm ơn cả. Vì khách hàng người ta đặt chọn niềm tin vào cơ sở của mình ấy anh em. Nhưng không phải là vì người ta đặt là chọn niềm tin mà mình làm ảo anh em ạ. Đối với em là nguyên tắc làm việc là lúc nào cũng phải chữ tín đặt lên hàng đầu.
Vì thế mà em vẫn bảo với anh vàng là khi nào máy vào anh cứ kiểm tra đây, kiểm tra thoải mái, máy này thì còn zin hết. Thôi, như vậy là đơn hàng đồ vặt đã xong nha. Nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ alo cho em, mà nếu mà anh em cái video mọi người xem được nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy, thì anh em có thể ấn vào ô cuốn con chia trên quê như trước cái hóa đơn đầu. Có nhu cầu cái mặt hàng này anh em xem được video nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang tìm kiếm ấy, thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại ở cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hùng Thịnh nhá. Và cho nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại động cơ xe ben này, xe đầu kéo, máy múc, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, cầu nhỏ cầu to, số nhỏ số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, phun tí dầu đây tính rồi, giá cả hợp giá cả hợp lý nhất cho tất cả anh em nhá. Và đặc biệt là nếu mà máy móc mọi người chưa hỏng hóc lớn đấy, anh em chưa cần phải thay máy, anh em mua đồ vặt gì thì cứ gọi điện cho em, như em đã nói rồi, chưa cần thay máy thì mình mua đồ lắp đồ đi theo máy bao giờ nó vẫn là chuẩn chỉ nhất. Còn đồ mới thì nói thật với anh em là đồ loại 2, loại 3 ấy, nó cái sắt nó không chuẩn nhá anh em nhá. Một lần nữa cũng xin thông báo là nếu mà mọi người có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng, xem người ta có làm ăn uy tín không và người ta có cửa hàng đàng hoàng hay không nhá. Rất là nhiều anh em đã điện cho em bảo là có biết người này người kia không, em đặt tiền mua hàng của người ta mà bây giờ người ta chuyển hàng chụp ảnh một cái sản phẩm rất là đẹp, mà một cái máy rất là đẹp, khi máy vào đến nơi thì lại không phải con máy đấy, một con máy xấu. Bây giờ em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì phải ôm phải con máy xấu, em không biết làm thế nào cả. Thì nói thật là những anh em như cứ hàng ngày có những anh em cứ gọi điện nói những câu chuyện như thế em rất là buồn, vì thực sự là không phải ở video này nói em được cái gì cả. Vì những chuyện như thế xảy ra nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người bán hàng trên mạng như em. Nói thật với anh em là anh em gặp như thế thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, thì chắc chắn là em là người bán hàng trên mạng sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là cái điều mà anh em phải lưu ý nhá, phải tìm hiểu thật kỹ cái người mình đặt tiền mua hàng nhá, xem người ta có cơ sở đàng hoàng hay không. Thôi, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Vàng ở Hòn Đất Kiên Giang nhá, chúc cho ông anh gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở nhá. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá.